Chị mua nè, chị mua cái ghế bố này nè, rồi chị mua cái chụp. Cái ghế bố này là nhiêu? Cái này 350.000 em, cái chụp này 150.000. Rồi chị mua thêm gói, gói ôm, rồi mua cái mền cho cột cho cha nữa. À, có một cái lời đó là các anh em lần trước ghé nhà chị Hường á, có hứa với lại Đăng với lại Hải á, Hải Đăng á, thì mua cho hai hai anh em hai cái bàn. Nhưng mà Đăng á thì nói là thôi tụi con là lấy một cái là được rồi. Nhưng mà cái thì sao học, đúng không? Đây là phần quà của Bùi Hồ với lại Đạt tặng cho hai anh em. Quá hết, quá hát cà gọt kê rồi. Cà thấy thiếu nữ Cà Mau rồi đó. Có tới 2 cái rồi, nó xin có 1 cái nè. Ở đây là tặng mà chị. Hai thằng trai sao tặng cái rồi giành giật sao? Chú không? Dạ chào chị. Chào hai em. Dạ. Rồi chào hai em. Đây, chú hai chú tặng cho con với anh hai. Dạ. Cảm ơn chú hai chú nhiều nha. Ừ. Rồi bạn nói được không Đăng? Được. Rồi mở ra nữa coi. Coi vừa không? Này ship lại nó gọn đó chị. Tại mình vậy thì học cái mình ship lại cái phòng của mình nó hơi hẹp á. Đứa một chỗ ha, hai đứa ngồi nghe cũng dễ. Ừ, đây thôi, cô bác anh chị thấy mà ngồi cười tập lên thấy tội quá. Cái sao đồ rồi mình treo cái xe mà nó cong luôn rồi giật đây. Đây chỉ là quý rồi. Mấy anh em không có cái tủ để đồ luôn đúng không? Anh Đăng coi coi con ngồi coi vừa không Đăng? Ngầu bệt cái dưới đây. À, vừa đó chị. Im quá, ngồi dưới này rồi học đây là im rồi đó. Được không Đăng? Dạ được. Rồi, ngồi vừa đúng không? Hứa mà để thâu xuống Cà Mau Đăng nhắc á. Chắc không? Dạ chắc. Được không? Cái bàn này được không Đăng? Được. Còn nghỉ kê tập rồi đúng không? Cố gắng học nha. Dạ. Cố gắng học mai mốt phụ mẹ. Dạ. Ừ. Con ngồi, con ngồi coi giò chổi nó có dư không? Được, được mà đúng không? Dạ được. Ừ, im rồi. Vui không? Dạ vui. Không ngày có coi clip mẹ không? Mẹ con bắt con luôn, có lại con coi. Ừ. Rồi, cố gắng học nha. Dạ. Rồi, có chúc Tết gì cô chú không? Dạ, chúc cô chú năm mới vui vẻ. Ừ. Tiền vô dưới nước. Ừ. Rồi, vậy được rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi, sáng nay nghe anh Hưng nói chị nấu món gì nữa vậy? À, chị có món gì đâu, chị chỉ mua một ít dập gừng với mua cá kèo về nấu mình chua cho mấy em ăn rồi nữa rồi. Tại vì mắc nợ nữa rồi cũng lại nợ nữa rồi đó. Này là con dột đúng không? Con dột này nhiêu ký vậy? Dột đây có 40.000 ký à em. À, này giống như nghêu mà ăn ngon ngọt nước hơn. À. con dột này giống như con dẹm cái gì con nghêu mình á chứ, mà nó bự hơn. Lúc trước em xuống Cà Mau em có ăn con này có không? Có, em đã ăn rồi. Hôm nay xuống Cà Mau lại được ăn con này. Cái này là... À, cái đó là xà lách son. Họ chị nấu bỏ vô canh chua. Với cà chua. Bỏ vô canh chua. À, chưa, một chút xíu nữa mình mới nấu sẵn rồi. Chút xíu nữa mình bỏ cá kẹo vô. Tại vì cá kẹo nó hơi chín lắm. Con làm gì hả? Không gà, có ai xin số điện thoại để mà... chọc kẹo vô không chị? À, có, xin em thì em có điện cho chị đó. À. Không có chọc ghẹo nhưng mà tại vì mấy anh gì bên Mỹ đó cũng điện hỏi thăm suốt à. À, mấy anh thì quan tâm thôi. Rồi em sợ nhất là mấy người, những người mà chọc ghẹo kìa. Không. Chứ mấy anh đó thì... Có mấy anh với mấy chị chỉ quan tâm thôi chứ không có... Ừ. Cái em... Hôm nay hay tin ông Tư không về sao? Sáng buồn lắm, buồn ghê luôn á, buồn lắm. Tại vì hôm qua là hồi chuyện qua là chị còn rất là vui mà. Tại vì cho hứa là cho về tới tối điện cho thì cho vẫn là về. Náo nước, háo hức, nói chung là đợi cái ngày mà đoàn tụ như thế này để ăn một cái Tết cho nó vui vẻ một chút xíu. Nhưng mà sáng này Út
bốn nhà máy là úp điện rồi, úp điện rồi là nằm cứ chằn chọc hoài, gọi điện cho cha nhưng mà cha lại không bắt máy. Cha thấy số chị cha không bắt máy luôn. Sáng nay cũng có trao đổi, tụi em cũng có trao đổi. Rồi bác anh chị xem ở clip trước đó thì thấy ông Tư nói thì mình không biết sao. Ông Tư cũng nói lớn rồi, mình không thể nào mình bắt ông Tư về đây ở sống cuộc sống ở đây được. Mà con cái thì cũng muốn báo hiếu, đặc biệt là anh Sầm Hưng đi xe giờ về là không có muốn nói chuyện luôn á chị. Buồn lắm. Qua ra đây là nó ra đây là đi chảnh liền luôn á, đón chở nó ra xe cái là phóng lên chảnh liền. Vui vẻ lắm. Tại vì nghĩ là sẽ rước được cha về đây ăn Tết. Mà không nghĩ là cha lại đổi ý như vậy. Nếu mà cha đổi ý như vậy thì thôi, thì chị sắp xếp cỡ không biết mùng 2 hoặc là mùng 3 gì đó thì chắc chị cũng phải đi chảnh chiến. Tại vì cha cũng nói rồi, nói là đây chỉ biết bên ngoại mà không biết bên nội. Nhưng mà thật sự đó là chỉ biết bên nội đâu. Thì chị cũng có sáng chị cũng có nói chuyện điện thoại với cha, thì cha cứ xuống đây ăn Tết với con. Rồi con đưa cha về chảnh, rồi cha sẽ dắt con đi lên thăm bên nội, thăm mồ mả ông nội bà nội, đốt nhang trong nội bà nội, rồi thăm chú bác gì đó. Chứ con cũng thà con không biết, nhưng mà con biết giờ con biết rồi thì con đâu có bỏ, con đâu có bên trọng bên khinh đâu. Tại vì lâu nay con không biết thôi. Buồn ghê. Hay lại nó ngồi vậy chị. Ngồi cũng có anh Hưng. Anh Hưng sớm giờ đâu nói chuyện gì đâu. Anh Hưng ơi, vô đây đi. Hãy hai con ấy nước mấy chú uống con. Anh Hưng ra đây đi anh. Không muốn ta nói chuyện ra luôn ra kìa. Nước, ta ra, chụp nước bé. Muốn muốn khóc luôn hay gì, không muốn ra nói chuyện luôn kìa. Buồn lắm chứ. Bây giờ này có ông Tư đây là hứng hở rồi. Giờ này nếu mà có cha chị thì vui lắm rồi đó. Cũng chuẩn bị hôm qua luôn hả chị hả? Chị chuẩn bị nè, chị mua hôm qua chị đưa mua cái chụp đó ha. Rồi mua gối nè, gối ôm nè, mua mền nè. Chị giặt sạch sẽ hết rồi. Rồi mua cái chị sợ cha chị nằm ở dưới gạch này nó đau đi. Chị mua cái ghế bốn vậy đó cho cha nằm cho nó cao lên cho nó thoải mái, đừng có gió lạnh rồi đó. Đâu vô đó đi chị, vô đó đi. Mấy ông cụ thích nằm mấy cái bốn này nè. Thì nè, chị mua nè. Chị mua cái ghế bốn này nè. Rồi chị mua cái chụp. Cái ghế bốn này là nhiêu? Cái này 350.000 em, cái chụp này 150.000. Rồi chị mua thêm gói, gói ôm, rồi mua cái mền cho cột cho cha nữa. Trời ơi, ông Tư mà không thấy được cái cảnh này con cái. Giặt sạch hết rồi. Để cho cha đó, rồi mua thêm cho cha nè. Mua cho cha khăn, thủ cho cha khăn, khăn xuống đây nè, ba ống cái nè, khăn nè cho cha tắm, rồi khăn mặt, chị chuẩn bị hết luôn á. Tức luôn. Buồn ghê á, anh Hưng không muốn nói chuyện luôn kìa. Tính tổ chức bữa nay ăn tiệc á, cũng có mấy cô đồ hỗ trợ, đồ nói có ông Tư về á, là mua dịch đồ ăn, rồi bây giờ... mấy cô ở Mỹ á thì nói mua vịt quay đồ, mua heo quay làm bánh hỏi đồ ăn á, mà bây giờ chạy từ trên đó đi xuống đây mà không có cái không có ông Tư cái cảm giác sao ăn uống gì vô nữa. Không ăn uống gì vô nên ra chị cũng không có chuẩn bị gì nhiều luôn á, tại vì có cha chị á thì nó cái Tết nó đoàn viên, nó sum họp gia đình như vậy mình có mấy không khí để mà ăn uống, còn như vậy á thì các em nghĩ còn mình còn nước trôi nữa không. Cho nên chị cũng không có chuẩn bị gì hết. Giả lại nếu không có cha chị xuống đây thì chị cũng đóng cửa phòng trọ về về ở với mẹ bển. Chứ có mình lên ở ngoài này cũng buồn. Không có cha thì giờ về nắm mẹ. Khi nào chị về bà Tư? Chắc ngày mai quá. Chắc ngày mai chị về quá. Mai vô bà Tư, mai tụi em vô luôn. Mai tụi em vô gặp bà Tư ngấy thăm chúc Tết cái đi về. Đồng Tháp đi, coi như Đồng Tháp đi xuống chúc Tết ở Cà Mau đi. Anh Hân, sao ạ? Cảm ơn hai em nhiều lắm. Anh Hân vẫn còn buồn. Buồn chứ, chịu mũi cắn suốt đêm phải không? Bữa hôm nội với cũng hy vọng là cha sẽ về, nhưng mà giờ... Nhưng mà gì nè, em nói với anh Hân vậy nè. Anh cũng đã làm hết cái bổn phận rồi. Nhìn cha cũng đã lên nhìn cha rồi. Rồi lên tìm cha, thuyết phục cha đi về ăn Tết trước á. Anh cũng đã thuyết phục rồi. Và thậm chí là anh cũng đã nguyên đêm, anh đã ngủ mũi nguyên đêm rồi. Thì bây giờ những cái gì mà anh có thể làm được, anh cũng đã làm được rồi. Thậm chí anh đã từng đi vay mượn tiền để mà kêu cha mình về, thì anh cũng đã làm luôn rồi. Bây giờ cái còn lại là ông Tư, ông Tư tự chủ bản thân của ông Tư thôi. Chỗ ăn ở thì chị Hường cũng nói là nói hết lời rồi. Cha về đây chở với con, nếu như mà cha sống với mẹ không được thì cha về đây chở với con. Mà ông Tư cũng không có chịu về. Thật ra cái cảnh sáng nay á thì người buồn nhất cũng là tụi em nè.
mà buồn gấp 10 lần là anh. Sáng nay thì ông Tư lại không về, ông Tư nói là nước mắt gì đó buồn, nhưng mà thật ra ông Tư cũng chưa có hiểu hết cái tâm tình của những người con như anh. Cũng đã thức nguyên đêm để canh ông Tư, cũng đòi lợi ngủ với ông Tư. Rồi sáng nay ông Tư lại có một tí men nữa, em lại không có đồng tình với như vậy. Mặc dù mình biết rằng là ông Tư rất là đáng thương, cái hoàn cảnh rất là đáng thương, nhưng mà đâu đó thì ông Tư cũng nên suy nghĩ lại cho anh với lại chị Hường. Bà Tư cũng đã từng hứa là mua cá kèo làm khô cho ông Tư. Qua đây đi anh. Bà Tư cũng đã từng hứa là mua cá kèo làm khô cho ông Tư, mặc dù bà Tư cũng sau này cũng có một cái gia đình riêng rồi, nhưng mà bà Tư vẫn còn nghĩa xưa chứ. Đúng rồi, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Dạ. Thì thật ra cái câu chuyện mà ngày xưa ông Tư bỏ đi thì anh với chị không có biết được. Đúng, những cái câu chuyện người lớn đó là của người lớn. Dạ. Anh cũng không có muốn xen vào cái câu chuyện đó, mặc dù anh biết rất là nhiều cái câu chuyện, nhưng mà em biết anh biết rất nhiều cái câu chuyện ngày xưa, qua lời cậu chín, qua lời của cậu tám, rất là nhiều người kể, nhưng mà anh không muốn nói ra vì sợ ba mình buồn. Anh cũng đã làm hết những cái trách nhiệm của người làm con này, thôi cố gắng. Vì sao không muốn nói gì hết hả anh? Khóc nữa kìa. Mắt của anh thôi thì cha đã không về với chị em chị á, thì chị sẽ thu xếp 1-2 ngày nữa, mùng 2 hoặc mùng 3 gì đó, chị sẽ đi chợ ảnh với cha. Bà thăm cha. Dạ. Sau đó là đi cha chị bên nội, rồi về đốt nhang cho nội, rồi mấy chú mấy bác gì đó, những người mà còn. Nếu như mà chị, ông Tư về ở với chị á, em có thể sẵn sàng nhận nhiều tiền hỗ trợ để cho ông Tư có thể dưỡng già sau này. Nhưng mà hiện nay ông Tư sống ở trên đó, cũng đôi khi cũng muốn rủ về bạn bè, thấy ông Tư có tiền lại rủ ông Tư này kia nữa. Cái đó là em nói sự thật. Thì bây giờ như thế này, có một cái chú ở Úc gửi cho ông Tư số tiền là 10 triệu với lại 1-2 mạnh thường quân, em sẽ công bố ở clip sau ha. Gửi cho ông Tư thì em sẽ nhờ chị đứng tên cho ông Tư làm cái sổ tiết kiệm cho ông Tư. Chị sẽ giữ tiền luôn chứ không để ông Tư giữ tiền. Chú em sẽ thay mặt chú đó nói như vậy luôn. Tại vì bây giờ thì có nhiều tiền quá đôi khi cũng bị ngợp. Và em muốn chị là em biết khi em xác định được rằng chị với anh Hưng là người con rất là có hiếu với ông Tư. Gặp cha mình phải hỏi vay mượn tiền, đi lên thăm cha mình tìm mọi cách để cha mình. Thậm chí là khi mà tụi em thấy được cái cảnh chị mua tất cả đồ để mà cho ông Tư vật dụng sinh hoạt ở trong nhà, tụi em rất là bệnh rịnh luôn. Thì em mong rằng chị với anh Hưng sẽ đứng tên cái sổ đó, chị sẽ đứng tên một cái sổ tiết kiệm đó cho ông Tư sau thời gian sau Tết này. Chị chịu không? Chị em mình đi làm luôn. Cái đó thì phải hỏi ý kiến của cha chị mới được chứ. Em chị, mình... chú đó chuyển cho chị luôn. Khỏi thôi, không có ý kiến của ông Tư. Thì có thể một tháng hay hàng tháng gì đó chị xuống đưa. Chị trích qua cho ông Tư. Chị làm cái sổ tiết kiệm đó, chị đưa cho ông Tư khi nào chị nghe anh Hưng xuống đưa cho ông Tư tiền xài. Còn em không muốn nuôi đưa tiền này cho ông Tư nữa. Thì hai, nói chung là nếu mà hai em không quan tâm tới, cộng đồng mạng không lo, bây giờ ấy, chị nhìn được cha chị gọi á, thì cái trách nhiệm làm con thì chị với Hưng thì cũng phải bắt buộc là cũng phải tới lui. Ông không về đây ở thì bắt buộc bọn chị cũng phải tới lui thăm lơm ông, tới lui chăm sóc ông. Một tháng, một tuần, một nửa tháng nếu có tiền thì đi thường một chút xíu, còn không có ít tiền á, thì mình đi ít một chút. Nhưng mà cái đó là cái bắt buộc, cái trách nhiệm làm con thôi, chứ không phải mà nhờ có tiền thì của chú thì mới đi lo cho cha được. Thì em cũng thay mặt cho chú á, với lại hai mạnh thường quân gửi tiền, em sẽ công bố ở clip sau. Sẽ qua Tết em sẽ xuống đây một lần nữa, trực tiếp gặp chị, hai chị em đi làm sổ tiết kiệm để cho ông Tư giữ nhà. Và đây là cái số tiền này, chính chị giữ sổ luôn. Và chị sẽ hằng khi lên tháng chi cho ông Tư, người ta dặn em chị ạ. Ha. Thôi bây giờ hết buồn chưa? Chưa. Không còn buồn. Vẫn còn buồn. Ai vừa vừa cố lên. Vậy nè em, tụi em cũng đã cạn lời với anh giống như là cạn lời với ông Tư vậy á. Thật ra thì phần làm con mà gặp cha mình sống cái cảnh mà sông nước lên đên vậy á, thì ai mà không buồn cho được. Nhưng mà mình đã làm mọi cách nhưng mà ông Tư ổng không về. Anh cũng đã nói rồi là ra đây thì anh sẽ thường
có mọi đồ ngon thì ra đây cho ông Tư ăn. Thậm chí là ngày hôm nay cô bác của anh chị anh Sầm Mưng anh nói là nếu như mà có ông Tư chạy về mẹ bắt con vịt đem ra mằng cho đãi cho cha. Nhưng mà ông Tư không về thì mọi kế hoạch nó dở lẻ ra hết rồi. Thì thôi mình có hiếu thì mình sẽ thời gian tới mình sẽ anh hoặc chị sẽ thường xuyên lên thăm ông Tư nửa tháng lên lần được không? Tại bây giờ ông Tư không thích cái cảnh đó rồi. Bây giờ mình ép ông Tư về đây ông Tư cũng em bảo đảm là cũng đi nữa. Nhưng mà cái quan trọng duy nhất là mình muốn cho anh cùng với lại chị cùng với ông Tư đón một cái Tết cho nó ấm no thôi. Đó, đúng đó. Là đón một cái Tết là cho nó đầy đủ, nó trọn vẹn ý nghĩa. Bây giờ là có cha rồi thì cũng được nhìn cha trong năm nay, nhìn cha trong Tết này thì cũng muốn một cái Tết nó trọn vẹn, ấm cúng một chút xíu. Nhưng mà đúng là không có cái gì theo dự tính của mình hết. Rồi nói gì đây, chúc Tết cô bác với anh chị đi. Không chúc nói. Vui lên đi anh, Tết rồi, không có được khóc nữa. Nghe anh Hưng. Ừ. Vì cũng về đây rồi. Ở cái chân mày anh bị sao gấp vậy? Té. Té hả? Hồi bữa anh nói điện thoại đây nè, anh nói ba không đi, con cũng ẩm ba đi. Mà sáng anh chịu ẩm, ông Tư lên xe luôn. Ẩm gì ông Tư quyết định gì? Ẩm được ông Tư lên tới xe rồi thì ông cũng leo xuống à. Cha đã nhất quyết không đi rồi thì... Nhưng mà vẫn không biết tại sao là lý do nào mà cha lại thay đổi như vậy luôn. Hồi hôm là điện suốt luôn á, cha con nói chuyện là cũng điện suốt luôn. Hào hứng lắm nha, trời ơi. Cha sẽ dặn cha sẽ mặc đồ mới nha, xuống cha mặc đồ mới với con nha. Rồi chú Dân cũng vậy, con mua đồ cho chú đó, chú mặc đi chung với cha con, chú mặc đồ giống như cha con coi chú như chú như là cha vậy đó. Thì hai người mới mặc đồ mới xuống đây con, xuống con ăn Tết một năm nha. Rồi ai cũng hứa hết cái cuộc rồi lại bỏ chị. Thậm chí là chị Hường á là mua đồ cho chú Dân luôn, mua đúng những rồi. Bộ đồ mới cho chú Dân. Chị mua đồ cho chú Dân luôn, đặng mặc, dặn là mặc chung với cha luôn xuống đây. Dạ ăn uống con không vô luôn rồi. Thật ra có những cái chuyện á, mình không có chia sẻ trên cộng đồng mạng được. Và mình chỉ có biết là Dấu Kín và chị em mình sẽ thỏ thẻ với nhau thôi. Để nói cho cô bác với anh chị được hiểu rằng á, hôm nay làm một cái video clip này á, thăm nhà chị Hường những ngày Tết nè, muốn rước ông Tư về đây nè, nhưng không được thì chị em cũng rất là bỡ ngỡ để chia sẻ những cái tâm trạng của những người con như chị Hường với lại anh Hưng á, cho cô bác với anh chị hiểu luôn. Khi mà không có ông Tư thì ngôi nhà thì tự nhiên cái Tết nó không được trọn vẹn trăm trăm. Trọn vẹn luôn, nó sẽ lạnh lẽo lắm. Thì thôi thì cũng đói bụng rồi, chị gặp nồi canh chua thèm quá. Cũng dạ. Ở đây để mua hai cái bàn cho hai bé cũng đã xong rồi. Rồi, rồi thôi mình cố gắng lên nha. Thì hiện nay là 3 giờ rưỡi rồi. Từ Quyền Phụng Hiệp Hậu Giang á, về đây hơn một gần 100 km. Và với cái quãng đường chạy rồi nghỉ ngơi nữa thì nó khoảng 5 tiếng anh hơn ha. Mua đồ luôn chắc khoảng 5 tiếng ha. 5 tiếng. Có 5 tiếng đồng hồ cũng khá là đói mà tự nhiên về Cà Mau, đúng là người Cà Mau dễ thương vô cùng. Hôm nay được chị Hương ở nhà chuẩn bị sẵn, nhưng mà cái cục bữa ăn hôm nay á thì nó không có trọn vẹn cho lắm. Có nghĩa là không có ông Tư rồi. Nên là nữ là cũng buồn buồn, nhưng mà phải cố cũng với tấm lòng của chị thì anh em cũng sẽ cố gắng ăn. Đây là cơm nè, có cá kèo hả chị Hường ha? Cá kèo kho. Cá kèo kho với lại cá kèo nấu canh chua. Còn bên kia là đạt giùm lại cho cô bác của anh chị thấy á. Bên kia là cái con dộp. Con dộp đó thì mình nhúng vô cái nước này nè. Nước này ăn rất là ngon. Nước giấm. Và ngày nước giấm nước dừa. Dạ, và ngày hôm nay á là thì cũng có một cái cô Mạnh Thường Quân là cô giấu tên á, yêu cầu Bùi Hồ á là khi rước ông Tư về đây á thì sẽ mua hai con vịt quay, mua thêm bánh hỏi heo quay để đãi ông Tư cả nhà cùng ăn sum họp. Nhưng mà trên cái đoạn đường đi á thì ông Tư không có về, nên anh em thì cũng cố gắng chạy vô đây để cho tranh thủ đến nhà. Chị Hường, Cẩm Hường cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nên là nữ là anh em cũng cố gắng ăn để cho chung vui. Dù sao thì cũng thời gian tới nó cũng còn khá là dài. Và việc anh Sầm Hưng với chị Hường báo hiếu á thì cũng còn cái quãng thời gian nữa. Nè đây là cá kèo nè. Cá kèo nấu canh chua là hết sảy luôn á. Con cá này nhát lửa lắm. Chỉ cần bỏ vô là nó chín nè. Không cần mặn gì hết trơn á. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng
ăn Tết với lại gia đình của chị Hường ha. Mặc dù là nó không có trọn vẹn cho lắm. Nè, kìa. Cũng có dưa hấu nè. Hôm nay á, có cha chị về là sẽ ngon hơn nhiều luôn á. Chứ không có, chỉ là những có ăn được không đâu. Dạ. Hỏi rồi, có thùng nào không? Đựng nước đá, thao bự được đó. Ngon lắm mọi người. Mời cô bác của anh chị cá kèo. Kèo có tiêu. Cá kèo nó có chua. Ừ. Chị Hường nấu canh chua ngon ghê á. Nó hải ra gì đây là mình có thể ăn được. Nó hải ra là mình gấp, gì đó. Nó hải ra là mình có thể gấp. Đó. Ngon rồi chị ạ. Ngon quá. Ủa này, cái làm nó chấm hả? Để gỡ bánh mắm mặn để ở dưới. Ủa, cảm ơn chị nha. Cái này mình chấm gì chị? Mắm mắm luôn. Mắm luôn hả? Làm miếng muối chấm. Nó làm muối à. Nó mắm mặn ngon hơn. Để chị gấp cho. Cô bác kính chị. Nó hải ra là gấp, gì đó. Miễn nó hải ra là mình gấp, đừng có để cho nó để lâu quá chị. Là nó teo lại. Nó lâu cái nó teo lại. Chính chân sẽ đừng nghe chứ mình lên trên. Teo. Thôi quay cho cô bác kính chị biết về cảnh ở miền Tây á. Đến đây cũng ngưng một tí xíu nữa con một tí. Cái nội dung rất là hay, muốn chia sẻ luôn. Ngon quá à, chị. Ngon thì ăn đi. Ừ, chị nấu ngon thiệt luôn á. Sớm mấy anh em ăn hồi sáng chắc 9 giờ thôi chạy dọc gì luôn, không ghé ăn nữa. Phụ nữ Cà Mau là nấu đồ ăn vậy không đó. Tại vì ở Cần Thơ là cứ lên Cần Thơ là cứ đội xuống Cà Mau cứ vợ không đó. Cái thứ nhất là hiền, cái thứ hai là nấu ăn ngon, cái thứ ba là vui vẻ. Phải không? Cảm ơn anh Hường. Những cái đó thì tích tụ vào chỗ chị Hường hết rồi. Chị Hường hết rồi. Ngon quá. Nó có muối tiêu chanh nữa. Dạ, muối tiêu chanh nè. Đây, có muối tiêu chanh lại luôn. Chén này là hai chén rồi đó. Cái con này á, nó cái vỏ thì nó khác như ra, cái vỏ nó giống như ở quê là con dẹm á. Nhưng mà ngọt hơn. Con vỏ phải ngọt hơn nhiều. Con kia nó dài. Con này nó ngon á. Nó ăn nó thật, nó giống cái này thì chị kho tiêu của cô bác chị. Đúng ra là có sò, mua sò huyết nữa nhưng mà không có. Bữa nay Tết á, không ai bắt hết trơn á. Bởi em xuống. Ngày hôm nay có mặt ở đây thì cũng được sự hỗ trợ của chú Bảy Đơn. Hỗ trợ tiền xăng cộ để mà đi xuống đây nè. Thì cũng như hỗ trợ cho hoàn cảnh của chị Hường với lại anh Hưng. Thì hôm nay á, đến đây thì cũng câu chuyện nó cũng đã ngoài dự tính của mấy chị em của mình. Nhưng mà tụi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã cho tụi em một cái bữa cơm ngon lành như thế này. Thật ra là hôm nay là 29 á, thèm về nhà lắm. Nhưng mà tính cho ông Tư về đây rồi mấy anh em sẽ về nhà. Cái không khí gia đình nó làm cho mình vui ngồi gặp người ta chạy, tự nhiên chạy ngoài đường, tự nhiên cái mình thấy mình sao sao á. Thì em đến đây cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân để gửi cho ủng hộ cho chị phụ giúp nuôi Đăng với lại Hải với lại Đăng. Tại vì người ta thấy chị ở trọ nè, rồi chị phải làm mọi cái công việc để mà cho hai con mình ăn học á. Thì mọi người cũng rất là cảm kích về cái hiếu của chị nè, rồi với lại cái lo lắng cho các con đó. Thì hôm nay á, em đến đây em thay mặt em xin mạn phép được công bố tên của Mạnh Thường Quân ha. Cầm đây đi. Để mà ủng hộ cho gia đình của mình, cho chị trước. Cho anh Hưng thì ngày mai em sẽ vô nhà anh Hưng, em sẽ công bố sau. Thứ nhất là anh Hùng ở Đức là 2 triệu đồng. Thứ hai là một chị ở Nghệ An là Nguyễn Thị Hồng là 1 triệu đồng. Chú Bảy Đờn ở Mỹ là 1 triệu đồng. Vợ chồng anh Thành Hồ ở Mỹ là 200 USD. Cô Phấn ở Úc là 2 triệu đồng. Một chị giấu tên ở Mỹ là 2 triệu đồng. Chị Thảo ở Mỹ là 100 USD. Cô Julie Hoàng ở Mỹ là 200 USD. Mỗi 100 USD mình đổi được 2 triệu 330 ngàn đồng. Tổng cộng chị được là 500 USD. 500 USD thì nó tương ứng với 11 triệu 650 ngàn đồng. Với lại cái khoản kia là chị tổng cộng lại hồi nãy là nhiêu nè? 19 triệu 650 ngàn đồng. Thì em sẽ có nghĩa là 11 triệu 650 ngàn đồng cộng với 2 triệu đồng, cộng với lại 2
4 triệu, 6 triệu, 8 triệu là 19 triệu 650 nghìn đồng. Thì em sẽ trao cho chị, đây là cái phần tiền của tất cả các mạnh thường quân ủng hộ cho chị. Chị đếm lại giùm em để cho các bé ăn học á, cũng như là đóng tiền trọ. Chị đếm lại. Chị cảm ơn, hai em và các mạnh thường quân rất là nhiều đã ủng hộ cho chị. Nói chung là chị nuôi con á thì cũng do là bản năng của người mẹ thôi. Chứ con mình mà. Thì đếm lại đi chị. Không cần đếm đâu em, không cần thiết phải đếm đâu em. Đếm lại đây cho cô bác với anh chị thấy em trao luôn. Đếm đi đây, không phải là được, nhưng mà chị đếm lại cho cô bác với chị thấy. Mười chín triệu hai trăm hả? Có thiếu không ta? 19.650.000 đồng nữa đó. Chị đếm lại cho mình hết. Cái như 19.700 đó là mày làm nãy đưa tròn 19.700. À 19.7 đủ rồi. Sáng nay thì cho chị gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhà hảo tâm, những người đã quan tâm tới mẹ con chị. Và có thể chị sẽ dùng số tiền này để lo cho hai đứa con ăn học. Thứ nhất, cái thứ hai là chị sẽ dùng nó để mà lên xuống thăm cha của chị. Chắc cũng nhiều à, tại vì cha bây giờ cha không chịu về đây. Thì bắt buộc chị em chị sẽ phải thường xuyên tới lui để thăm cha. Rồi còn phải mua đồ cho cha. Đoạn đường đi thì nó lại xa nữa. Phải chi cha mà chịu về ở đây với chị thì tốt quá rồi. Nhưng mà bây giờ nó như vậy rồi thì chị cũng phải tới lui thăm cha chứ chị đâu bỏ được. Vậy là tổng cộng cái chi phí ủng hộ cho chị Hường là khoảng 35 triệu. 35 triệu. Thì Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp á, cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ cho chị Hường và anh Hưng nữa nè. Đó, và ông Tư nữa đã ủng hộ rất là nhiều luôn. Hãy giúp đỡ chị, chúc các mạnh thường quân là một năm mới là vui vẻ, thành công, tốt đẹp, hạnh phúc bên gia đình. Dạ. Chưa kết thúc đâu. Thì tiếp theo á, là cái sổ tiết kiệm để chị lên xuống thăm ông Tư á. Thì chị sẽ mua những cái vật dụng cần thiết cho ông Tư xoay sở trong cuộc sống. Cũng như là phòng mỗi khi mà lúc ốm đau á thì chị có thể thuốc men cho ông Tư được. Tại sao này ông Tư sẽ không còn vớt dây chai nổi nữa. Thời gian mà nó đâu chừa một ai đâu. Đúng rồi. Thì em xin công bố số tiền là chú Sang Ngô ở Úc là 10 triệu đồng. Một bạn tiền có tên Zalo là 1 triệu đồng. Thứ hai là Phạm Thị Điền ở Hải Phòng là 1 triệu đồng. Thứ ba là chị Thảo ở Mỹ là 100 USD. Đây là cái số tiền là tổng cộng là 12 triệu đồng và 100 USD. Thì qua Tết thì em sẽ xuống đây lại một lần nữa, chị em mình cùng đi làm để lo cho ông Tư ha. Rồi. Tại vì bây giờ trao cho ông Tư nhiều quá cũng không tốt, cô bác với anh chị.